Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh ô tô hay. Một chiếc Hyundai Accent sản xuất 2011, nhập khẩu phiên bản số sàn máy 1.4, xe mang biển kiểm soát thủ đô 29A28103, sơn xi màu trắng chuẩn bài. Đấy, dòng xe này thì gia đình sử dụng, không chạy taxi, không khoan đục. Xe nhập và tình trạng xe là thân vỏ zin, nội thất zin và máy số zin. Một chiếc xe gọi là hàng thuốc chuột các bạn nhé. Hàng rất là hiếm có. Form này thì cũng vẫn còn khá là đẹp, vừa gọn vừa mượt mà. Sơn xi màu trắng thì đúng chuẩn bài dòng Accent này luôn. Hyundai Accent định vị ở phân khúc hạng B cùng với cả Toyota Vios. Nhưng chiếc xe này thì nó được nhập khẩu cho nên là nó sẽ chất lượng hơn rất là nhiều. Có hệ thống đèn đóm rất là đẹp quý bạn nhé. Hệ thống đèn đóm cực đẹp luôn. Màn hình cam lùi, cảm biến lùi. Đó, bản này trang bị la răng đúc hợp kim nhôm, la răng 16 inch, to hơn Toyota, trên Toyota Vios bản E bản đủ nha quý bạn nhé, kể cả phiên bản số tự động. Đấy, phanh đĩa ABS 4 bánh. Một chiếc xe trang bị khá là chất lượng. Nội thất ghế da nguyên bản. Đó, ghế đục lỗ này, đục lỗ xịn sò luôn nhá. Hyundai Accent thì có kích thước tương đương với cả Toyota Vios form mới từ 2014 đến 2018. Đấy, kích thước đâu đó khoảng 4m1. Bản này xi nhan tích hợp trên gương, gương kính chỉnh điện. Đấy, phần ốc ếch bản này đây, chưa bao giờ đụng đến Cali Molet này. Đấy, tem mác nhập khẩu này. Đấy, em sẽ mở phần cốp cho các bạn xem luôn này. Những dòng xe Hyundai Accent cái form này khá được ưa chuộng ở Việt Nam. Đó, khoảng cốp khá là rộng nhá. Phần khúc hạng B rộng không kém gì những cái mẫu xe phân khúc hạng C cả. Hàng thuốc chuột. Đấy, đẹp không tì vết quý các bạn ạ. Xe gia đình sử dụng, không taxi, không khoan đục gì cả. Đấy, đây là phần đinh tán máng nước này. Đấy, phần phao chỉ đây. Tất cả nó còn nguyên bản, không đâm xô tai nạn ngập nước. Ốc ếch bản này đây vuông đét. Vâng, quý vị và các bạn mà mới xem video của em lần đầu thì nhớ đăng ký kênh giúp em để cập nhật những cái mẫu xe mới nhất về điện thoại quý vị và các bạn mà em đưa lên. Quý vị và các bạn theo dõi kênh để tìm cho mình, gia đình một mẫu xe phù hợp với nhu cầu đi lại, với tầm tài chính của gia đình. Nếu quý vị và các bạn thích mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu mà thích chạy số sàn thì chiếc xe này rất là khá phù hợp trong cái tầm giá này. Đấy, thực tế thì chiếc xe nó còn đẹp zin nguyên bản nên là bên em mua cũng khá là cao. Nhưng vì là xe nó còn đẹp cho nên mua về phục vụ quý các bạn là chính thôi, còn lãi lờ thì gần như là nó không có mấy đâu. Đấy, dòng xe đẹp như này mua giá cao và bán vẫn là dòng vẫn giá theo đời thôi quý các bạn nhé. Hyundai Accent 2011 nhập khẩu phiên bản số sàn máy 1.4, hiện tại thì chiếc xe đang có mức giá đề xuất là 292 triệu đồng thì bên em bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển, giao xe toàn quốc cho quý các bạn. Đó, hệ thống phào chỉ đây, sơn xi rất là đẹp. Nếu quý vị các bạn có đâu đó tầm chưa đến 300 thì sẽ có sự lựa chọn, nó sẽ rất là khó khăn quý bạn nhé. Nếu quý bạn mà muốn sử dụng một chiếc xe phiên bản số sàn thì cùng đời thì cũng chỉ sở hữu được, hoặc là cái tầm tiền này thì cũng chỉ sở hữu được cái chiếc Toyota Vios form cũ thôi. Còn Toyota Vios 2014 đến 2018 mà xe gia đình mà đẹp như này thì mức giá nó phải trên 300 rồi. Đó, chiếc xe này rất là phù hợp quý bạn nhé. Đó, thực tế thì mình không có quá nhiều tiền để mua xe cũng khá là khó, chỉ các bạn chọn sao cho nó phù hợp thôi. Còn về giá cả thị trường thì tiền nào của đấy các bạn nhé.
Đó, giá thị trường thì giá chung rồi. Vô lăng 3 chấu, 4 chấu, 4 chấu vô lăng kép, trên vô lăng tích hợp với phim bấm vật lý, vô lăng bọc da, hóa điện, màn hình chạy đĩa DVD, cắm thẻ nhớ, cam lùi, phiên bản này là phiên bản số sàn, hộp số 5 cấp, điều hòa cơ. Chiếc xe này thì cái form này nó sẽ còn đẹp đến khoảng chục năm nữa các bạn. Hạn đăng kiểm tháng 10 2023. Em đi đường mà nhìn thấy những cái con Accent form này đấy, chạy nhìn còn khá là đẹp. Chạy cảm giác nó rất là mượt. Có hệ thống đèn đóm này, rất mềm mại, đầy đủ. Bác nào Hà Nội Sài Gòn thì không phải mất 20 triệu tiền biển nhé. Xi nhan trên gương này. Hyundai Accent thì trang bị động cơ là 1.4, thì mức tiêu thụ công suất cực đại của khối động cơ này là 98 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu của em nó là khoảng 6 lít rưỡi đồng hỗn hợp, nói chung là tương đương với cả Toyota Vios số sàn. Oddo này chỉ hơn 8 vạn, chưa đến 9 vạn các bạn nhé. Một chiếc xe gia đình sử dụng còn khá là đẹp. Phím bấm vô lăng bọc da, túi khí. Đó, màn hình cam lùi. Số này là dùng số móc các bạn nhé. Đó, phải móc đây vì chuyển thì là phía trước này. Túi khí này, đó, phần táp ly cánh này. Hệ thống âm thanh của dòng xe loa Nhật rất hay các bạn nhé. Đấy, nhiều bác thì bảo là cứ có loa là được, nghe thấy nhạc là được, nhưng không phải đâu ạ. Những chiếc loa hay thì quý các bạn nghe nó không bị đau tai nhé, âm thanh nó phát ra nó chất lượng. Gương kính chỉnh điện, kính lái một chạm. Dòng xe này cách âm khá là tốt mà chạy rất là đầm chắc, chạy vọt luôn. Phần gương, phần kính, phần đèn em bao test cho quý bạn, sau đây em sẽ tiến về phần khoang máy cho quý bạn xem. Đó, máy nổ êm như máy mới. Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Hyundai Accent nhập khẩu sản xuất 2011, phiên bản số sàn máy 1.4, xe trang bị 4 máy 1.4 lít, công nghệ van biến thiên thông minh, điều khiển van biến thiên thông minh 16 van, tức là sử dụng trục cam kép. Xe này thì máy số vẫn còn zin quý bạn nhé, chỉ thay mỗi cái răng mặt dàn cò thôi. Đấy, máy số vẫn còn zin nguyên bản. Phần tai này, ốc ác đây, vuông đét. Đây là cụm chia ABS, phanh đĩa ABS chống bo cứng, chống trơn trượt. Trên những chiếc xe bản đủ thì mới trang bị hệ thống phanh đĩa ABS thôi. Đó, phần ốc ếch vẫn còn những cái vết sơn này. Máy móc khô ráo, máy nổ cực êm, đi cực bốc và vọt nhé. Hyundai Accent sản xuất 2011, phiên bản là số sàn, máy 1.4 nhập khẩu, xe gia đình sử dụng còn zin cả xe, mang biển kiểm soát 29A28103. Hiện tại chiếc xe đang có mức giá đề xuất là 292 triệu đồng. 292 triệu đồng bên em bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển giao xe toàn quốc cho quý vị các bạn. Quý vị các bạn mà quan tâm có nhu cầu sử dụng mẫu xe này, liên hệ cho ông Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này, cũng như có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử. Vâng, xin được kết thúc video đây, xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành hộ kênh ô tô hay. Xin chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, cuộc sống thật nhiều vui và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.